Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà rất là rẻ tính đến thời điểm hiện tại mà đường ngõ ô tô có thể đỗ vào tận cửa. Với cái căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Bắc và cái diện tích của căn nhà này là 40m, vừa mới hoàn thiện xong hết một căn nhà cấp 4 có gác xếp và với cái giá chào bán vô cùng rẻ, chỉ có 1.600.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu mọi người nhé. Với cái đường ngõ này thì hai xe ô tô có thể tránh được nhau quý vị ạ. Và với hướng nhà là hướng Tây Bắc, vị trí của nó thì gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với trường đại học Phenica. Quan trọng giá bán rất là rẻ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với cái căn 1.600.000 này thì có thể hỗ trợ vay vốn ngân hàng tối đa căn này khoảng tầm 800 triệu đến 900 triệu đồng quý vị nhé. Phần còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho mọi người. Và với cái thiết kế mặt tiền của ngôi nhà 6m, mặt hậu của ngôi nhà 6m01, căn nhà này có nở hậu một chút. Và với hướng nhà là hướng Tây Bắc quý vị ạ, vừa mới hoàn thiện xong, kia đường ô tô, đó ô tô đang đi vào đấy ạ. Và đây mời mình theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Với thiết kế cái phần cửa chính thì là cửa sắt 4 cánh sơn tĩnh điện. Cái căn nhà này thực tế luôn thiết kế rất là hợp lý, rất là thoáng nha mọi người. Mặt tiền của nó rộng 6m cho nên thiết kế ở đây hợp lý và cái móng cốt cũng đều rất là chắc chắn. Với cái căn nhà này thì chủ nhà đang chào 1.600.000, bao toàn bộ phí thuế mọi người nhé. Đây là cái phần tầng 1, phòng thiết kế thì với cái căn cấp 4 này thì nói chung là tối ưu công năng thôi chứ còn nó không hoàn hảo quá xuất sắc. Đây là cái phần phòng khách. Đó. Đây là phần phòng bếp ở phần tầng 1. Với tầng 1 phòng bếp thì thiết kế cũng rất là chỉnh chu cho quý vị. Ở đây là có đầy đủ tủ bếp. Rồi là với cái căn nhà này thì có thiết kế trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, hồ sơ điện nước đầy đủ hết rồi. Đấy, không gian tủ bếp thiết kế gỗ MDF, xung quanh thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite và phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt đầy đủ theo đúng như hiện trạng. Căn nhà này có thể dọn đồ về và ở được ngay. Thiết kế hai phòng ngủ, ở đây là một phần phòng ngủ ở phía dưới tầng 1 mọi người nhé. Đây, đầy đủ hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Với một căn nhà cấp 4, diện tích rộng, đường ô tô qua, giá rẻ như thế này thì quý vị có thể cân nhắc. Và đặc biệt hướng Tây Bắc nếu như cho quý vị nào có nhu cầu sử dụng và cũng như là hợp với hướng Tây Bắc. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tầng 1 và tầng 2, ở trên đây thực ra nói là tầng 2 thì hơi quá nhưng nó là cái gác xếp đi lên, tí nữa ngoài sẽ qua cho mọi người. Còn đây là cái phần phòng vệ sinh sử dụng cho cả ngôi nhà này, đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho mọi người, đầy đủ bồn cầu, ống chờ bình nóng lạnh, rồi là thiết bị vệ sinh sử dụng ở phía bên trong. Đấy, đây là tủ bếp. Và đây, mời người theo em lên trên phía gác của ngôi nhà. Trên gác lửng gác xếp. Cái cầu thang đi lên là sắt mọi người nhá. Cũng rất là chắc chắn. Và trên đây thì thiết kế nói chung là hợp lý với cái tầm thu nhập vừa phải, tài chính vừa phải mà Vân muốn vay ngân hàng. Ở trên này có để 4 nước. Còn ở đây quý vị có thể kê thêm được một giường ngủ nữa. Cái này thì thực ra ấy, nếu như quý vị về quý vị có thể lắp thêm cho mình ngôi nhà một cái vách nữa thì tạo thành một phòng riêng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều rất là hợp lý. Đó. Với căn nhà 1.600.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế, diện tích 40m2, quý vị có thể nhìn từ đây xuống khá là thoáng với cái phần mặt tiền 6m, hướng nhà Tây Bắc, ngoài ngắn nhắc rồi. Vị trí cụ thể của nó thì là thuộc Đại Thành, Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên với cái vị trí Đại Thành này thì nó lại giáp với lại Hoài Đức, gần với lại Yên Nghĩa, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài. Từ vị trí này mà ra tới cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương nó khoảng tầm 3 km mọi người nhá. Và mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm về cái vị trí cụ thể căn nhà này với giá 1.600.000 căn cấp 4 như này, đường ngõ ô tô thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.